Rồi chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép iPhone 7 này, nhà mạng gì á là mình cho mình có cái sim này, nhà mạng Jackpot này. À. Mình ghép sim mình sim đa năng Ronin 1.7 này nha. Sim này là giữ sóng tốt nhất nha. Sim mình anh em lưu ý là sim nào cũng ghép được nha. Cái quan trọng là giữ sóng được hay không thôi. Sim mình là giữ sóng được hơn tất cả những sim khác. Chứ không phải là cái sim ghép khác, là sim ghép của hãng khác là ghép cũng được, là người ta nói sai nha. Đó, nhà mạng Jackpot này, nhà mạng cái này mình đảm bảo luôn, bên những sim ghép khác là ghép không có 4G này nha anh em, không có 4G đâu, nghĩa xài không được luôn. Này anh em vô trang web mình này, hưngthịnhmobile.com này, đây là thông báo mình đó, mình vô cái menu này hướng dẫn ghép sim này. Bấm ở đây là nó tất cả các bài viết là mình đều đỡ em đây này, Jackpot này. Rồi mình bấm sao bấm nút home này, chọn gọi khẩn cấp, bấm sao bấm gọi, nó báo lỗi thực hiện nha, và cục sóng nó có tuột là anh em ngồi chờ nha, không bấm nữa nha, bấm nữa chi mới công. Mấy anh em thợ thầy lưu ý là cái mỗi cái sim ghép nó có EMSI khác nhau, cái mã định danh này nó khác nhau, nên đó là cái sim ghép mình đó, nó phải có kiếp, cái nào không có là không có, còn cái nào có là để cho nó ổn định sống, nên nó phải đúng này. Cái mình nó có kiếp thêm kiếp nữa nha anh em, lưu ý cái này. Còn lấy cái mẹ này nhập vô cái sim ghép khác là không đúng, có cả cái sim ghép Ronin của mình luôn nha. 3102600 bấm kiếp 534D bấm gửi, rồi mình cho anh em coi đã nó có thật sống nữa nha. Cho đây vô rồi mình bật chuyển vùng dữ liệu lên nha, mình tắt cái này. Anh em lưu ý nha, khác nhau nha, không có cỡ cả sim ghép Ronin mình khác 1.4, nó khác 1.5, 1.6, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 thì chung nha, cái ghép nó khác nhau nha, cái mã EMS này khác nhau này, nên là không có dùng chung được. Nhưng hiện tại như vậy nó vô rồi, nhưng mà nó không có đúng đâu, bởi vì nó phải lên 4G mới là để xài được đó. Nó sẽ tự động kết sóng nha đó. Xin giới thiệu luôn sim ghép này mình làm kết lễ ghép sim và bán luôn, là ai làm được qua mình là 150 nha. Lưu ý phải kèm cái sim ghép bên này của cái bao bì của mình bảo hành, chứ không phải lấy cái sim cái chữ pro đem qua mình kêu là sim của mình là không có được nha. Mình bảo hành 6 tháng và hỗ trợ update khi có firmware mới cho anh em nha. Mình phải giới hạn thời gian chứ không có gì là mãi mãi, rồi anh em mua sim ACD mình 3 năm trước giờ quay lại bắt mình bảo hành rất mệt mỏi vụ này, nên mình nói luôn với anh em lưu ý là qua 9 giờ tối là mình không có tiếng bắt máy nha, không có điện thoại nhắn tin với mình lúc giờ đó nha. 6 giờ sáng trở đi là anh em được gọi thoải mái cho đến 9 giờ tối nha anh em, mình còn con nhỏ không có gọi đêm khuya cho mình được nha. Rồi cảm ơn anh em này, nó ok rồi đó, bấm 900 cho anh em coi này, nó chuyển về 3G là nó đã ổn định rồi nha. Đây là group Facebook của mình nha, mời anh em vô chơi nha. Rồi chúc anh em vui vẻ, chào anh em.